Ở tập này mình sẽ đưa các bạn tham quan một cái thành phố biển nghỉ dưỡng rất là đẹp ở Florida, cách thành phố Destin 45 phút lái xe, thành phố Panama. Đi thôi. By day. Arrived. Ok, giờ phải chuyển toàn bộ hành lý lên đây. Cả mấy cái khách sạn lớn như vậy nó lại có cái mùi giống là Las Vegas. Có mùi ở đây mà mình đi ra mình kiếm miết để mình mua, để mình xài cho cái nhà mình à. Không có, kiếm không ra. Mùi rất sang, rất thơm. Đê nè, con hả? Ở trên ai ngủ? Tắt TV luôn anh. 4, 5, 6, mở điện này lên. Wow, amazing. Quá tuyệt vời. Sáng phục về. Oh my god. Bưng xong rồi ra ngồi đặt ăn. Không, giờ thì vô phòng rồi, phòng đẻ quá. Ủa, họ tụi nó cũng muốn ra biết luôn, họ nó không tắm được. Ủa, thì không ra tắm. Đây, khách sạn tôi ở trên đây. Cát thì khỏi nói. Trắng sao mà nó trắng kỳ lạ, trắng mà nó mịn nha. Được cái không có rác, có thùng rác hết, thùng rác thì đầy hết nhưng mà không có rác, có rong biển thôi không có rác. Rè cái cầu thì chơi cầu đá, là cầu mấy ông dân chơi rè cầu cá. Vô cái cổng đây đã đi qua hả? Let's see how much. 3 đồng một người, phí sinh là 6 đồng. Con thích cầu cá. Có rất nhiều người ra cái cầu đây để coi mặt trời lặn. Ở bên đây nó có luôn một cái tour để coi mặt trời lặn luôn. Có gì hấp dẫn không biết. Tuyệt vời. Những người đem ra đây cầu cá. Cái cầu đây là xây để ra cầu cá. Bây nó xây cột quá thì bê tông hết, chỉ có sàn và gỗ thôi. Lúc mà mình ở bên cái khách sạn của mình nhìn qua thì mình thấy cầu này nó nhỏ lắm chứ nó không lớn. Mà ra tới đây thấy nó quá khủng khiếp. Đi nãy giờ mà mới có đầu cầu à, chưa tới được nửa cầu. Quá kinh khủng. Nhưng mà gọi là mọi cảnh xung quanh thì ra lại như là quá sức đẹp rồi. Thấy không? Dạ. Tiền vô nữa hả? Mưa đâu đây rồi mà mưa. Đó, trong đây nè. Là gì cá? Thấy tiền nữa. Nữ. Tiền. À, chụp hình cưới kìa. Thấy không? Quá sức đẹp. Nó đẹp là tại vì cái cát của nó mịn, trắng. Đoạn sẽ có một cái quãng nghỉ như vậy để chụp hình. Cái view ở sau quá đẹp, để chụp hình tinh hết. Một người 3 đồng, chủ yếu là để câu cá. Không, nhỏ lớn gì cũng cá con hết. Đấy, rồi tới đây, rồi tới đây nghe nhạc Việt Nam à, nghe rồi biết nhạc Việt Nam liền. Hello cô, phải cấm cho cái heo ăn. Heo đầy như này à, cái con chim này nó ăn xương cá nó sẽ mắc cổ à, không được câu rùa. Đây là đoạn cuối của cái cầu rồi, cuối cái cầu này nó có một cái thiệt rộng để cho người ta đứng câu xung quanh. Người nào mà đi ra đây không có cần nữa thì mướn cần. Đây là những cái cá mà ông câu được nè. Là đỡ bán hay là làm cái gì ta cũng không biết nữa. Mà có cái chỗ, mỗi cái chạm vậy là có cái chỗ làm cá. Cái chỗ làm cá rồi rửa cá. Xong rồi hình như bỏ lại cooler. Không cần phải về nhà làm. Sao đó, không biết. Nhưng mà cá đây là cá, những cái con cá mà câu đứng trên cầu đây câu được. Rất là lớn.
Ở đây là được coi là hơi xa bờ đó, bờ tít trong kia. Mình ở ngoài đây, đúng không? Nên mình cũng có thể câu được cá lớn. Rất cá lớn, thấy ông câu cũng cá lớn không? Cái chỗ làm cá, nhưng mà cái lực của Florida thì không phải là con nào cũng bắt, cũng được bắt. Nè, loài nào đúng kích cỡ nào mới được bắt, chứ không có phải là con nào cũng bắt là không ổn à. Đây là biển khơi. Bắt đầu lạnh rồi á. Ở quay. Bắt đầu gió nó lên, hơi lạnh. Thôi, đi vô. Chứ dạo này tụi này vợ chúng gió lắm. Có nhà thì cứ cho mướn liên tục à. Nhiều khi lịch nó kín cả năm luôn á. Nhà sát biển là cho mướn rất là cao tiền luôn. Đây là cái dạng giống như cái chợ mà cái chợ đồ biển vậy á, cho nên vô đây hơi bay mùi tanh. Nhưng mà nó chỉ hấp thôi, nó chỉ hấp nó phôi xong rồi đưa mình vậy thôi, ăn vậy thôi. Đồ tươi. Thank you. You will. Có đồ ăn nữa. Còn đây là hàu nướng nè. Bé em dùng như bé đó. Bé. Ăn được không ngon. Hàu quá. Mình đang sống quen rồi. Giờ mình ăn mà hấp thì nó có cái gì nấu nói chung là không, nó không ngon bằng bằng sống, sống nó ngọt hơn nhiều. Cái này không ngọt. Cá kia, như một cái snow crab. Đó là lý do mắc. Nhưng mà bây cái gì cây kênh của Mỹ á, hải sản, nhưng mà hải sản của Mỹ. Tại vì nó có những cái gì đây nè, phải không? Chỉ cần nó hấp xong rồi nó bỏ những cái gì này lên thì nó sẽ ra cái món hải sản của Mỹ. Mỹ ăn hải sản là phải chấm vô bơ, không hiểu tại sao phải là bơ. Không ngon lắm. Nhưng mà mình ăn hải sản mà phải chua đó, rất chua. Mấy em này cho con về để mình nấu không ngon. Chua dạ mà ngon, ví dụ như cái gì chua vậy dạ. Nó ngon, cá chua, ngon. Khi mà ở Mỹ lâu năm mới sẽ quen, sẽ ăn được những cái món này. Mới qua ăn không có được đâu. Nhất là dân Tuy Hòa, đã ăn hải sản ở Tuy Hòa rồi á, thì đi mấy nơi khác ăn khó lắm. Người Mỹ rất thích ăn hải sản với bắp, không hiểu tại sao. Rất ăn, phải rất thích ăn hải sản với bắp. Cái gì vậy nè? Nó ăn đơn giản lắm. Nó hấp xong, nó lấy cái dây gì, nó rứa lên, rồi không. Để ăn thử cái món đây. Tôi đang nói thiệt nha, dở hơn tới xịt.
không có cửa chứ tích xịt đâu. Mẹ con bé con ngủ à, mình đi mua chút đồ ăn, vô chợ đi mua mì tôm đồ châu Á ăn chứ. Hôm nay ăn đồ Mỹ miết ngán, quá ngán. Tại vì cái khu này nó không có Việt Nam hay là nó ít đồ của châu Á lắm. Cho nên giờ phải đi kiếm đồ mì tôm chứ không có à. Kiếm mì tôm ăn, trời ơi, đồ mấy nó khổ. Ăn đồ Mỹ nhiều nó nhợn. Mua đường nóng đồ của Hàn Quốc. Đó, không có đồ Việt Nam không ơi. Nhưng mà cá chôm chôm, chôm chôm với lại dưa hấu của Việt Nam. Ok, ở trên tới xịt nên chôm chôm ít lắm. Đây giờ cá chôm chôm tươi mua luôn. Cái bãi biển này á, thì nó giống như cái bãi biển ở miền Trung Việt Nam. Mỗi năm có rất là nhiều những cái cơn bão nó vô. Thậm chí không có bão á, thì gió biển nó vẫn rất là lớn. Chính quyền ở đây á, họ quy hoạch rất là hay. Họ cho xây tất cả những cái khách sạn cao tầng sát bãi biển luôn. Và những cái khách sạn cao tầng này là một cái công cụ chắn gió cực kỳ hiệu quả. Như chiều hôm qua mình tới đây là lúc đó dòng bão nó đang rất là lớn. Nhưng lúc đó mình đi trên cái con đường đây mình lại không cảm thấy gió. Đó là nhờ cái tòa nhà đây nó đã cản gió bớt lại cho mình rồi. Đó là một cái sáng kiến rất là hay mà cái những cái thành phố biển ở miền Trung Việt Nam mình nên học hỏi. Tại vì những cái thành phố biển ở miền Trung Việt Nam mình rất là gió. Mà cả những cái tòa nhà cao tầng này chắn gió thì rất là hợp lý. Cái thành phố bên em ở đây rất là ít dân. Hôm qua tới giờ mình tới đây thì thấy rất là thưa thớt. Nhưng mà những cái xe đi trên đây là hình như đa số là của dân du lịch không à. Thấy bản số của tiểu bang khác tới không? Mà thấy đa số là người bị trắng. Tại vì cái thành phố biển này là cái thành phố nghỉ dưỡng, chứ không phải là thành phố du lịch ồn ào giống như những cái thành phố kia như là Miami. Cho nên những người miền trắng và đặc biệt là người già rất thích tới đây để nghỉ dưỡng. Em chơi mà đi mà mua mà thiếu đồ đồ gì á, tôi nghĩ đừng đi tay không qua, đừng có mua con mẹ nhá. Mấy cái gì mà thuộc dạng như thiết yếu, thuốc men đồ mà bác sĩ mình cho thì mình đem thôi, chứ còn bên đây không thiếu một cái gì rồi đó. Quần áo còn rẻ hơn là ở bên kia nữa. Nhất là những cái đồ mà mình chi cho tắm biển như là kem chống nắng, áo bơi đồ, ghế đồ cắm trại đồ, nó rẻ còn hơn là bên Texas nữa. Tại vì bên đây nó chuyên về những cái thứ đó, ví dụ như kính bơi đồ đó, rồi dù đồ đó. Có nhiều người mua la xe, mua phao đồ ở bên Texas đem qua bên đây chở, thứ nhất nặng, thứ hai nữa bên đó nó không có chuyên về biển, nó mắc lắm. Bên đây rẻ cực kỳ. À, giờ mà mẹ con bé vẫn còn ngủ, chắc kêu dậy đi ăn sáng. Nắng quá mướn cái dù với hai cái ghế chặt cho tiểu 50 từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Mấy chỗ đây làm tiền kinh quá. Bây giờ du lịch nó phải làm sao? Chơi thôi, chứ tiết kiệm không vui cũng vậy. Okay. Nhà tôi có ba loại kiểu.
và tiểu thư sợ nắng, chơi âm thầm lặng lẽ, kiểu cuối cùng chơi không sợ nắng sợ mưa luôn. Quát luôn. Được chưa? Đào mũ vô nè. Không, được rồi. Được. Mấy hôm bữa tới nước đục à, do trời mưa lớn quá. Giờ thì nước ở trong. Người tôi tắm 2 ngày liên tục, tắm gần 10 tiếng hồ một ngày á. 10 tiếng, ngày ra ngày thứ 3 là cộng cộng là 30 tiếng rồi á. Cho nên người tôi nó cháy dữ quá. Phải mặc áo chứ cháy chịu không nổi. Bây giờ hả, đụng vô là rác, đụng vô là rác à. Nhớ mặc áo trắng thì nó đỡ nóng. Mà cái cổ á, nó cháy, bây giờ phải lên xịt cho nãy quên xịt kem chống nắng không. Cái tôi thích nhất ở đây là cát. Cát cực kỳ trắng và cực kỳ mịn luôn. Nó mịn tới cái mức độ mà giá thổi lên mà có bụi á. Dân chơi tiểu thư đây là ngồi trong mát hưởng thụ ăn chôm chôm. Hai vợ chồng mướn hai cái ghế mắc quá, sáng giờ đâu dám đi đâu. Ngồi cho nó lại vốn. Hồi tới chiều 5 giờ nó đuổi đi rồi đi vô cho nó lại. Khổ quá mà. Bây giờ tắm xong đi ăn à, hết đồ đạc ở đây. Đã coi thử có bị ăn cắp giặt không. Giờ đi ăn khoảng 3 tiếng sau còn lại. Máy ở dưới. Do we have oyster here? We don't, but we ran out of oysters, so. No, yeah, oyster. Sorry about okay. That. But today we do have the all you can eat, and I'm pretty sure it's popcorn. So you buy the dish, and then we just keep reordering it until you tell me to stop. Maybe I just stop with the dish first. Just a dish one first. Drink, come here. There you go. Yeah. Đang hải sản á, uống rượu trắng là ngon nhất. Quán thịt bò uống rượu đen, quên rượu đỏ chứ. Quên rượu đỏ là ngon nhất. Rất thơm. I got 2 berry points. Ngon. Đồ ăn tới rồi. Cái này gọi là coconut shrimp. Messy. Trên đây có dưa. Chắc là dưa bào. Nó nhúng bột xong rồi nó lăn dưa ăn. Chấm vô cái sốt này à. Có mùi dừa. Nhưng cái đây nè, nó có cái mùi hot shredded đó. Nó hơi hơi giống cái bột tạt. Xíu của mùi vậy á. Rất là ngon. Được quá. Okay. Wow, it's too much. Okay. Huh? This is right. Okay. Welcome. And the hot nha. Đây là cá lưỡi trâu hả? Cá lưỡi trâu nữa. Rồi thử cái gì nó sao ăn không trước. Dài, ngon. Được rồi. Bữa ở Gai Bế Tinh hả, mình kêu con cá lưỡi trâu á. Này nó bưng ra nguyên một con cá lớn luôn. Còn đây nè. Nó phi lơ đây mà chiên. Nó mua rất là ngon. Mày cá lưỡi trâu bên này là to lắm. À, ta mà dĩa bữa bưng ra nguyên con mất hồn à. Ăn không nổi. Rồi ăn của Mỹ thiệt sự nó không có cầu kỳ đâu. Đó là đơn giản.
Đâu phải không? Món này món nọ giống như ở Việt Nam. Nướng sơ hay là chiên, rất là chiên. Còn ướp và ướp có chút muối vậy thôi là xong. Nó gần nó hình dáng. Chú ăn đi uống xong giờ quằn lại mọi thứ vẫn còn nha. Thời tiết của cái chỗ đây là sáng nắng cực kỳ gắt, còn chiều thì chuẩn bị mưa. There's a storm coming. Yes. Về phòng cho nó chắc. Cái chỗ kia, cái biển nó vàng ha. Để thiết kế những cái chỗ rửa chân, không? Có nghĩa là đi cát ở dưới lên đây, lên tới đây là coi như là hết. Bắt đầu là hết cát. Rất là độc đáo. Đây Phú Yên đồ thì nên áp dụng. Rất là hay những cái resort mà thuộc dạng hay như lên tới đây là coi như là hết rồi. Lên tới đây là sạch sẽ thấy chưa. Dưới kia thì còn cát đi qua hai bề dòng, lên tới đây là sạch rồi. Mưa đi theo mẹ, đi theo mẹ à, đạo bố dọn nha, đi vô, đi vô, come on. Mưa rồi, dọn dẹp dài dép cái đã. Sợ xét đánh trúng thôi chứ còn bơi thì vô tư. Giờ mưa lớn quá. Ồ, xét thôi, vô. Mình cũng làm mà ít chuyện tốt quá cho nên cũng sợ sét đánh cho không cả gì hết. Cái lưng rát quá, giờ mưa nó đập vô lưng cũng đau nữa. Ô trời, đau quá. Nhìn cái cảnh đại dương mà mưa thấy mình nhỏ quá hả? Nhỏ xíu mà. Ăn đây. Nhìn đây. Ăn đi. Biển quá biển. Biển quá biển, có cái là chỗ đây không có đồ ăn Việt Nam thiệt tình. Ăn toàn đồ ăn Mỹ không à. Nếu mà lỡ mà dân chơi Việt Nam nè mà qua đây du lịch là coi như ăn đồ ăn Mỹ là hai ngày là lơ đòn liền. Rất may mắn mình.
ăn được đồ ăn của mọi nước luôn. Chẳng ngại. Chuẩn bị ra đây, go go. Nếu bạn thích cái video này thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Nhớ bấm nút cái chuông để được coi clip mới về mỗi thứ hai hàng tuần. Thank you, bye bye.